Xin chào toàn thể, em đã quay trở lại kênh Hỏi Bãi nha anh em. Hôm nay em mới về một cây máy cắt cỏ dòng Steam nòng lớn anh em, nòng 38 ly luôn nha. Có dòng Steam của Đức, FS106, có dòng Steam của Đức nòng 38 ly rất là khỏe luôn anh em nha. Đó, máy về và nòng bãi về mới 90% luôn nha. Đây, máy rất đẹp luôn, sơn zin luôn anh em nha. Ốc của nó còn 7 màu luôn, bao zin anh em từ A đến Z nha. Đó, bãi về rất đẹp, rất mới luôn. Con này mã khung máy ở đây rồi, đi nguyên bản. Tay ga, tay cầm đây nha, tay cầm nó đây. Cùng zin, tất cả zin hàng bãi về nha. Tay ga đây, công tắc đây, hoạt động bình thường nha. Tem mác Estin này, rất đẹp, rất mới. Đầu dao đây anh em nhé, ổ cước zin nó còn nguyên nha. Này là ổ cước zin nó luôn em nhé, đầu zin luôn, zin nguyên cây, rất đẹp, rất mới. Rồi bây giờ sẽ nét nổ cho anh em xem nhá. Con này nòng 38 ly, con này giá 2.800.000 anh em nhé. Đó, giá 2.800.000. Tặng kèm đây đủ phụ kiện anh em luôn. Tiếp theo Hải Bãi. Ốc áp 7 màu luôn này. Đó.